Và tiếp đến đó là... Kính thưa quý vị, trước mặt quý vị đang tiến dần đến cái khán đài chúng tôi, đó là nhà Việt Nam, Tampa, Florida và Hoa hậu Phu Nhân. Chúng tôi xin welcome nhà Việt Nam, Tampa, Florida. Wow, thưa quý vị. Rất là đẹp phải quý vị. Ở đây mình chưa có nhà Việt Nam, mình chưa có làm một cái khu nhà nào để mà nói về truyền thống. Nhưng ở Tampa, Florida lại có nhà Việt Nam. Wow, the best one. Và xin mời quý vị hãy cùng chào đón Hoa hậu là Lai Huyền Tôn Nữ Liên Như. Hello. Dạ. Wow, công tập tôn nữ đó, người Huế. Wow, cô Hoa hậu quá dễ thương. Hello. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới những cô Hoa hậu đến từ Tampa, Florida. Wow, tiếp đến là Lessons of Westminster. Bây giờ là đến xe hoa của nhà Việt Nam, Tampa, Florida và Hoa hậu Phu Nhân. Thưa quý vị, trong cuộc diễn hành cùng với nhà Việt Nam và Hoa hậu Phu Nhân là Lai Huyền, Tôn Nữ Liên Như. Chúng tôi có được sự tham dự của Tân Hoa hậu Phu Nhân Florida của năm nay 2016 là chị của Hoa hậu Liên Như và cô Phố Huyền, Tôn Nhược Nữ Liên Như. Vừa mới đăng quang vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Nhà Việt Nam và hai hoa hậu cũng kính chúc cộng đồng người Việt với chúng ta một năm mới an khang và thịnh vượng. Từ Florida, không biết chúng ta sẽ nghe Florida sang chúng ta không nhỉ? Alright, now đến xe hoa của Lexus Westminster. Một cái kỹ thuật tinh vi để từng vẻ thân hiệu. Thứ ba, bọn nào một tâm hồn an hồn, một ý chí tuyệt cường, một tinh thần kỷ luật tự giác và một cái đức sống hợp quần để phục vụ hữu hiệu cho bản thân, cho gia đình và cho dân tộc. Và ngày hôm nay cô phái Cô Vi Nam vì võ đạo phát triển lớn mạnh và được lãnh đạo tận 40 quốc gia trên toàn thế giới. Và chị Bình Trinh thấy các em trình diễn đó. Hình ảnh quý vị đang xem đó là đoàn diễn hành của nhà Việt Nam, Tampa, Florida và Hoa hậu Phu Nhân, Florida. Xin quý vị một tràng pháo tay. Những người phụ nữ Việt Nam thật là đẹp, đến từ một nơi xa xôi, tiểu bang Florida. Và trên xe đó là Hoa hậu Phu Nhân Florida, Lai Huyền Tôn Nữ Liên Như. Wow, một cái tên thật là ấn tượng, một cái tên mà Phạm Thanh nghe ra thì có vẻ là cô gốc gác là người xứ Huế phải không anh Tuấn? Người Huế và người Huế. Người gốc gác là cung đình đấy thưa anh. Rất là đẹp. Và cái tiếp đó là đoàn xe của nhà Việt Nam Tampa Florida và Hoa hậu Phu Nhân Florida. Bây giờ một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn tất cả các anh chị từ nơi xa xôi đã đến ủng hộ cho chương trình diễu hành của Leader Sài Gòn. Và một chiếc xe thưa quý vị đứng.